Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 vào thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Rồi, bữa nay lại chỉ chân món đem theo đi diễn được luôn. Vậy hả? Rất là dễ làm luôn. Là bánh khoai tây trộn thịt xông khói nè, chấm với cái sốt cocktail. Đó, bây giờ là em sẽ nhờ anh Tý làm chung với em nha. Mình mua khoai tây bi. Đối với cái món này á thì mình sẽ rửa sạch cái phần vỏ, mình luộc chín, mình tán nhuyễn ra để phần vỏ luôn mới ngon nha. Em luộc mềm rồi, giờ anh Tý lấy cái nĩa này nè, anh Tý tán cho nhuyễn ra cho em. Xong sau đó là cho em một nửa phần bột mì này vào, nửa phần bột mì trộn chung hòa tan lại cho em. Thì trong thời gian mà anh Tý làm cái phần khoai tây cho nhuyễn mềm mịn á thì xin sẽ sơ chế cái phần thịt xông khói này nha. Cái thịt xông khói á thì mình mua ở ngoài chợ về, xin sẽ cắt nhỏ ra. Cắt nhỏ ra như vậy ha. Tới cái công đoạn tiếp theo á là em sẽ sử dụng một cái chảo ha. Em mở lửa lớn lên. Rồi bây giờ cái chảo đã nóng rồi, em cho cái phần mà thịt xông khói vào nha. Để cho cái món ăn này được ngon và đặc biệt á thì chúng ta phải rang cái thịt xông khói từ từ cho nó vàng lên, chảy hết mỡ ra nha. Bây giờ là mình chọn cái giống gì nãy giờ phải không? Dạ rồi. Thôi em nghĩ là cũng được rồi. Okay, thì bây giờ á để đây đi một chút, em sẽ cho thêm cái phần nhân vào, em sẽ trộn kỹ lại. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa từ từ cái phần này, đừng quan tâm nó nữa. Mình sẽ làm sốt ha. Đầu tiên á thì em sẽ có khoảng 2 muỗng canh tương cà, 1,5 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng sốt mayonnaise. Đó. 3 muỗng mayonnaise và khoảng 2 muỗng cà phê dầu ớt. Thì cái món này ngon á thì em sẽ có hai loại rượu. Rượu thứ nhất là cái rượu ra mạch nhe, nó là rượu mùi. Đó. Sau khi có ra mạch nhe hương cam rồi á thì em sẽ có một chút xíu rượu cô nhắc nữa cho thơm. Thì tất cả những loại rượu này là thường là ở trong bếp, bếp tây nấu ăn các món tây đều có. Còn nếu mà các bạn mà không tìm mua được thì chúng ta ra siêu thị nè, hoặc là những cái cửa hàng mà chuyên bán thực phẩm Âu thì chúng ta sẽ mua được. Rồi, bây giờ là tới một công việc rất là quan trọng luôn. Khuấy đều lên giúp em à. Công việc này cực lắm quý vị ơi. Chúng ta sẽ rang từ từ nè. Bây giờ anh thấy nè, cái phần mỡ nó đã tươm ra rồi. Chúng ta rang một chút xíu nữa cho nó thơm nha. Hấp dẫn quá hả? Đối với một cái món bánh này á thì thông thường á chúng ta sẽ chiên ngập dầu, nhưng hôm nay em sẽ hướng dẫn quý vị là trộn cái hỗn hợp này và chúng ta sẽ đem đi áp chảo. Đó, ít dầu mỡ mà ăn nó sẽ lạ hơn. Đối với cái bánh áp chảo này bình thường á là chúng ta sẽ làm mỏng thôi để áp chảo cho nó dễ ha. Sau khi cái phần thịt xông khói của chúng ta vàng rồi á, xin sẽ cho hành tây vào, chúng ta xào cùng. Và chúng ta xào cho cái hành tây trong lại là được. Rồi. Bây giờ em sẽ cho cái hỗn hợp này vào cái phần khoai tây luôn. Đó. Bây giờ cái phần này nó cũng đã nguội bớt rồi, em sẽ nhồi lại nha. Đó, chúng ta sẽ nhồi lại tất cả đều hòa quyện với nhau. Và cái phần mà bột khô chúng ta cho vào đó thì chúng ta sẽ canh. Nếu mà cái hỗn hợp này quá mềm hay nhão thì chúng ta sẽ cho thêm bột khô vào. Còn chúng ta thấy là cái hỗn hợp này vừa rồi, không có nhão và cũng không quá khô. Thì chúng ta để như vậy và chúng ta nhồi đều vào nhau và chúng ta tạo hình ha. Đối với cái món này á anh Tý thì bình thường á là chúng ta sẽ nêm muối với tiêu thôi. Còn ví dụ như mà chúng ta làm ăn á thì em sẽ ưu tiên nêm vào đây một xíu hạt nêm vậy nè, để chúng ta ăn cái mùi vị nó sẽ phù hợp hơn. Một chút xíu tiêu cho thơm hơn ha. Đó. Và cái món này nè, sau khi nhồi xong á anh rất là dễ tạo hình, bởi vì á nó có cái phần mà thịt xông khói trong đây, nó có cái phần dầu mỡ á, cho nên là nó sẽ làm bóng bẩy lên mà nó không dính tay, anh thấy nè. Ở cái hỗn hợp chúng ta nhìn rất là ngon vậy nè. Rồi bây giờ trong thời gian vậy á thì em sẽ mở lửa cái chảo luôn, lửa nhỏ để cho cái chảo nóng ha. Đối với bánh này á thì dễ nhất là mình sẽ tạo những cái hình tròn dẹp như vậy đó. Anh sẽ làm những miếng giống như em như vậy ha. Đẹp không? Đẹp, nhanh hơn em luôn. Nhanh quá đẹp. Rồi cái phần sốt đã ngon rồi nè, bánh khoai tây đã xong thì bây giờ chỉ cần áp chảo vàng lên thôi. Em sẽ nhờ anh Tý chúng ta sẽ chừa lại một nhánh nhỏ rồi để trang trí ha. Còn phần còn lại anh sắc nhuyễn ra cho em. Nhánh nhỏ đây. Rồi, thì em sẽ cho vào nha. Đó. Nhẹ nhàng từng cái bánh của chúng ta. Và đối với món bánh này á thì anh chiên lửa vừa vừa thôi nha. Mình áp chảo mà. Mình áp chảo. Dạ. Chiên với lửa vừa. Rồi, em nghĩ là được rồi đó. Được rồi ha. Dạ rồi, anh bỏ qua chén này giúp em ha. Xong rồi. Rồi, quá thơm quá ngon. Anh thấy nó vàng như vậy là được ha. Chúng ta vớt ra để thấm dầu nha. Đây. Đó. Tay em lật hình điêu luyện quá. Bây giờ cái phần bánh khoai tây đã vàng rồi đúng không anh? Đó, sốt đã có. Đợi xin với anh Tý ăn coi nó ngon như thế nào nha.
bây giờ em mời anh thử một miếng nha. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Bây giờ đợi anh tí anh thử rồi anh cảm nhận nha. Xin cũng thử một miếng bánh khoai tây trộn thịt xông khói chấm với cái phần nước sốt cocktail nha. Rồi anh tí thấy sao anh tí? Quá ngon luôn. Nó vừa béo nè. Mà cái bánh khoai tây nó vừa mềm mịn nữa. Cái phần khoai tây á mọi người, nó mềm mà nó mịn tan chảy trong miệng nha. Ở bên ngoài thì cháy xém giòn giòn nè, bên trong có cái phần thịt xông khói thơm mùi thịt xông khói nè, rồi sực sực rất là ngọt của phần hành tây nữa. Chưa nghe quện một miếng sốt cocktail cay cay béo béo mặn mặn. Ngon lắm quý vị ơi. Xin với anh tí sẽ chúc quý vị sẽ rất thành công với món bánh khoai tây trộn thịt xông khói sốt cocktail này nha. Và thời lượng phát sóng của chương trình chúng ta cũng đã hết rồi. Xin với anh tí xin chào và hẹn gặp lại những tập sau nha. Và cái bánh khoai tây này nè, lúc mà em nếm mà mình cũng cẩn thận à, chúng ta nếm trước cái thịt xông khói của mình. Thịt xông khói trên thị trường thì có những loại rất là mặn à. Cho nên là chúng ta không cần phải nêm nếm gì cả. Một chút là nó sẽ vừa ăn luôn.